Mến chào quý vị các bạn, mến chào các bác các anh em. Và thì trong clip ngày hôm nay em lại có mấy món đồ để giao lưu các bác các anh em trong khoảng thời gian là 8 giờ tối hàng ngày các bác các anh em nhé. Vâng, thì trước khi đi vào phần video nào cũng thế các bác anh em nhé. Bên em thì luôn luôn có cái tấm bảng tên và số điện thoại của em để đầu video. Để nói chung là rất là nhiều những anh em lớn tuổi các bác anh em nhé. Rất là nhiều những anh em lớn tuổi, những cái bác lớn tuổi ấy. Đấy thì rất có phải loay hoay thì mới kiếm cái số điện thoại. Thì đây thì trong đầu video nào cũng vậy, em sẽ để cái tấm biển lên đầu tiên các em nhé. 09486 02386 các em nhé. Giao hàng toàn quốc các anh em, không mất 1.000 tiền phí theo với cái giá em báo trên cái video các anh em nhé. Vâng, thì con đầu tiên đây, Pioneer SA910, một dòng huyền thoại. Đấy, dòng này thì có 710 810 và 910. Thì 910 là đời chùm cuối rồi, hết số các anh em nhé. Hôm nay thì em lấy cái bạc ly em đánh qua này. Đấy, các bạn anh em nhìn nó rất là đẹp không? Quá đẹp luôn. Con này thì con này có size 43 các bạn em nhá, 43. Con này thì nó cái vỏ gỗ này. Đấy, rất là đẹp. Con này thì chiếc ép chỉnh bát chỉnh chép của nó sẽ cắt từng tần số một các bạn anh em nhá. Con này thì đánh từ 4 đến 16 ôm luôn các bạn em nhá. Con 910 này thì đánh từ 4 đến 16 ôm luôn. Và giá thị trường bây giờ hiện tại nó đang dao động là con này thì nó phải dao động từ 7 triệu rưỡi các em nhé. 7 triệu rưỡi cho một con Pioneer SA910. Vâng, thì con này thì công suất tiêu thụ điện của nó các em nhé, công suất tiêu thụ điện của nó là 152W, mắc của nó là lên đến 400W cơ. Đánh thoải mái những cặp loa 330 Pioneer hay là Onkyo, nói chung là tất cả các em nhé. Những dòng loa Mỹ, loa Nhật cứ 330 là đánh thoải mái, nhất là đặc biệt là loa thùng kín thì càng hay các em nhé. Đặc biệt là thùng kín thì càng hay. Vâng, đấy thì con này thì nó có bị sướp mất một tí ở đây các em nhé. Nó sướp mất một tí ở đây, em quay cận cảnh đấy, rất là nét để cho các bạn anh em có thể nhìn này. Đấy, sướp mất một tí ở đây. Đấy, quay nhìn nó góc ánh khuất ánh sáng này đây. Vừa quét qua tí gọi là vernis cho nó bóng. Các bạn nhớ vernis cái gỗ này cho nó đẹp các em nhé. Hôm qua thì quay nó hơi mờ một tí. Con này chạy là 4 con sò Toshiba chữ đỏ các anh em nhé. Đấy, con này đặc biệt là nó có thể tách ra làm dề hoặc là làm bao. Đấy, như anh em mà nào cần thi thoảng nghịch bao dề, các anh em cắm nghe bao dề thì đây, con này nó có thể tách ra làm bao dề luôn. Và con này thì bên em cũng đang giao lưu các anh em với mức giá là 6 triệu đồng, vẫn cứ bao ship toàn quốc cho các anh em nhé. 6 triệu cho một con Omni Pioneer SA910, rẻ nhất thị trường luôn các em nhé. Đấy, một con âm ly bãi thì hết thị trường luôn. Đấy, chỉ có 6 triệu thôi. Đấy, máy móc thì sò xiếc là còn zin nguyên bản hết các anh em nhé. Và bên trên này thì đây, em sẽ thông báo các anh em là em cũng còn hai cái đầu táp các anh nhé. Đấy, thì đang rất là nhiều đầu táp thì hiện tại bây giờ là còn hai cái. Còn hiện tại đang về thì cũng có một con Victor size 43 nữa. Đấy, anh em nào thì thiện chí thì cứ liên hệ với em các anh em nhé. Vâng, con đầu táp này thì con đầu Tech F300 các anh em nhé. Con này thì nó có cái size nó khoảng 42 các em nhé. Size khoảng size 42. Đấy, size 42. Và con này thì máy miếc là chạy băng, chỉ biết là ok hết các em nhé. Con này thì nó có cái phần output này, đấy, chỉnh tín hiệu các em nhé, tín hiệu đầu ra. Đấy, input này, PS này, acquire, don't buy này. Đấy, chỉnh depth right từng vế cái thâu. Và cái dòng này thì chủ yếu là nghe các anh em nhé. Thâu thì cần những con đầu rất là mắc tiền thì thâu chất lượng âm thanh thì nó mới hay được. Còn các anh em có thể là tách ra, các anh em tách ra, ấn vào đường thâu này, reset và play này thì cùng một lúc thì nó sẽ làm, có thể là làm chức năng làm dè các anh em nhé. Chức năng làm dè, các anh em cắm từ TV xuống đây này, xong rồi từ đây, từ con này lại xuống âm ly thì cái âm ly của các anh em kéo rất là nhẹ luôn. Bình thường các anh em phải kéo lên số 3 thì mới to. Thì nếu mà qua con này các em chỉnh ở trên này nữa thì chỉ lên khoảng số 1.5 cho đến số 2 là cùng là đã to lắm rồi các anh em nhé. Đấy, con này làm dè rất là hay. Con này thì nó chỉ bị mất cái khuyết điểm ở đây thôi các anh em nhé. Đấy, mất cái nhựa đây này. Trong clip ngày hôm nay thì cũng để rẻ cho các anh em luôn. Còn nói chung là bán đến đâu hết đấy cho nó thoải mái các anh em nhé. Đấy, con này thì giao lưu với anh em là 1.3 thôi nhé. 1.3 cho con Tech F300. Máy băng biết là chạy đầy đủ hết các anh em này. Đồng hồ vu rất là đẹp. Bọn này về thì thực tế là cái bọt đầu mà chạy cơ này các anh em nhé thì nó rất là dễ chơi thôi. Anh em chỉ gọi là thi thoảng thay dây cu loa với căn chỉnh lại tí là lại đâu vào đấy, lại chạy ầm ầm luôn. Dòng này thì nó không phải dòng điện tử, các anh em chơi những dòng này rất là yên tâm. Vâng, 1.3 cho con Tech F300 các anh em nhé. Bên trên thì lại có một con CT4. Đấy, dòng này thì con này trong clip trước em cũng có nói các anh em
anh em nào mà đang sở hữu, đang muốn sở hữu một cái con đầu táp ấy, mà nó rất là mới, coi nhá, nó mới lắm luôn. Thế nó mới đến nỗi mà cái những cái nhựa này của nó còn ra cái màu trong luôn, các bạn, màu trong gần như trong trong này. Đấy, còn nếu mà dùng một thời gian rồi sẽ ra cái màu đục đục các anh em nhá. Đấy, những cái phần này chỉ cần lau qua, lấy khăn lau qua thì nó sáng như này rồi các bạn anh em. Rất là sáng luôn. Đấy, con này thì đồng hồ vu, hai cái mắt rất là đẹp. Chỉnh tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra ở hai kênh riêng biệt và nó đồng trục luôn. Left right, nghĩa là bên trong này nó sẽ chỉnh từng vế một các em nhá. Đấy, khi mà các bạn anh em dừng lại này, rút băng ra, đấy, cho băng vào đấy, đậy lắp vào rất là đẹp các em nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, nhựa nhức thì mới tinh luôn. Con này có cái đèn dọi vào rất hay. Đấy, con này cũng giao lưu các bạn anh em với mức giá là 2.3 triệu. Clip ngày hôm nay thì nói chung là để rẻ các bạn anh em luôn, 2.3 triệu. Các bạn nhá, 2.3 triệu cho một con táp be đấy, mới góc cạnh luôn các bạn nhá. Mới dã man luôn. 2.3 triệu cho con Pioneer CT4 các bạn em nhá. Ở bên trên này thì ngày hôm nay em lại về được một con âm ly đài rất là mới. Với hàng đợt này thì bên em làm hàng đấu giá, các anh em cũng biết là sẽ có những sẽ toàn hàng chọn, hàng tuyển chọn không các em nhé. Vì thế các anh em đây, Pioneer SX 3.5, một con này thì size là size 43, mặt thì là mặt nhôm phay màu vàng. Đấy, rất là nhôm phay các anh em nhé, quên bộ mặt nhôm phay màu vàng, mặt nhôm phay các anh em nhé. Ánh đèn thì nó hơi vàng vàng, nó dọi xuống thì nhìn nó kiểu ánh vàng, nhìn rất là đẹp. Đấy, radio là 90 rồi, bên em đã kéo sóng bắt rất là nhiều, bắt được 3-4 kênh các bạn nhá, 3-4 kênh FM rồi, cũng như là những con 108 bắt được rất là nhiều đài. Các cái phần núm nước của nó còn rất là đẹp anh em nhá, núm nước còn rất là đẹp. Đây, em sẽ quay cận cảnh chi tiết các anh em, những cái bụi bẩn này, này. Đấy, cận cảnh chi tiết rất là đẹp, góc cạnh xuất sắc luôn. Con này thì máy chạy là 4 con sò than các anh em, sò than xanh đen chữ T. Đấy, bốn con sò than xanh đen chữ T, và đánh cầu loa thì đánh từ A này, đánh A hoặc B hoặc A cộng B đều là rất là ok. Và các bạn anh em đang cần một con âm ly đài mà có thể là hoài niệm lại chức năng, hoài niệm lại nói chung là những cái vintage, những cái cổ xưa, thì đây bảy con âm ly đài này rất là đẹp luôn. Vâng, con này thì cũng đánh từ 4 đến 16 ohm luôn các bạn anh em nhé, đánh từ 4 đến 16 ohm luôn. Và con này thì cái công suất của nó là 75W các bạn nhé. Đấy, đây để em chờ các bạn anh em chờ em một tí. Công suất của nó là 75W này. Đấy, SX 3.5 series là 938. Các anh em có thể nhìn thấy là có những cái dòng như này ấy, thì nó về nó hay bị han ở đây này. Đấy, những cái dòng này nó rất là hay bị dễ bị han ở những cái phần sơn màu đen ở bên đằng sau này. Nhưng con này về này các anh em này. Đấy, các anh em nhìn những cái rắc này mới bóng loáng luôn. Đấy, những cái rắc chụp này đấy, chưa một lần phải cắm luôn, rất là mới. Đấy, đánh từ 4 đến 16 ohm luôn các anh em nhá. Đây là cái phần vỏ của nó rất là đẹp. Đấy, con ông ly nó bao nhiêu năm rồi mà nó còn đẹp nét căng như vậy. Và thì con Pioneer SA, à quên, xin lỗi các bạn anh em, Pioneer SX các bạn nhé, SX 3.5 này cứ giao lưu các bạn anh em với mức giá là 3.500.000 đồng các em nhé, rẻ hơn bình thường là 500.000. Bây giờ hiện tại là bên em làm hàng thẳng bên kia, vì thế các bạn anh em cũng không nên đi so sánh với giá bên em với nhiều shop khác các bạn anh em nhé. Bởi vì các bạn anh em, nhiều anh em biết thì mua sớm, còn không biết thì các bạn anh em nói chung là cứ mất tiền gọi là tham khảo của các người, trải nghiệm các bạn anh em nhé. Bên em thì nó luôn là mang đến cho các bạn anh em một cái mức giá là tuyệt vời nhất, mức giá rẻ nhất nhưng hàng chất lượng nhất, để gọi là cùng các bạn anh em, đồng hành cùng các bạn anh em trong lĩnh vực của đam mê những cái món sản phẩm audio này các bạn anh em nhé. Cảm ơn các bạn anh em đã dành thời gian theo dõi. Vâng, các bạn anh em xem video thì hãy cho em xin một nút like, cũng như là những anh em nào mà lần đầu tiên vào kênh của em thì nhấn nút đăng ký kênh ở góc màn hình và bật chuông thông báo để nhận được những video đúng 8 giờ tối hàng ngày, để các bạn anh em có thể là mua cho mình, sắm cho mình một cái sản phẩm âm thanh bãi tuyệt vời nhất các bạn anh em nhé.